kinh Sandaka thuộc kinh Trung Bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, xuất bản năm 2020 bởi nhà xuất bản Hồng Đức. Dựa vào lời Đức Phật, Tôn giả Ananda bác bỏ bốn tà thuyết: thuyết vô hành, thuyết vô nhân quả, thuyết định mệnh, thuyết luân hồi tịnh hóa, đồng thời nói rõ tác hại của bốn thuyết bất an ngụy biện về toàn trí xem truyền thuyết là chân lý giỏi biện luận theo tư biện khi này khi khác ngụy biện như con lươn đồng thời tôn giả khuyên mọi người tu tránh đạo dứt năm trói buộc tâm tu tập thiền định đạt trí tuệ kết thúc khổ đau nội dung bài kinh Kinh Sandaka. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn chú ở Kosambi, Kiều Thường Di, tại tu viện Gosinta, tức Cù Sư La. Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka chú ở hang Pilakha với đại chúng du sĩ khoảng độ 500 du sĩ. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy và nói với các tỷ kheo. Chư Hiền, chúng ta hãy đi đến Dewa Kata Soba để xem hang. Thưa vâng, Hiền giả, các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda, rồi tôn giả Ananda với một số đông tỷ kheo đi đến Dewa Kaba Soba. Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka ngồi với đại chúng du sĩ đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận về nhiều vấn đề phù phiếm, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh câu chuyện về đồ ăn câu chuyện về đồ uống câu chuyện về đồ mặc câu chuyện về giường nằm câu chuyện về vòng hoa câu chuyện về hương liệu câu chuyện về bà con câu chuyện về xe cộ câu chuyện về làng xóm câu chuyện về thị trấn câu chuyện về thành phố câu chuyện về quốc độ câu chuyện về đàn bà câu chuyện về vị anh hùng câu chuyện bên lề đường câu chuyện tại chỗ lấy nước câu chuyện về người đã chết các câu chuyện tạp thoại câu chuyện về hiện trạng của thế giới hiện trạng của đại dương câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu du sĩ Sandaka thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến. Thấy vậy, liền khuyến cáo chúng của mình. Các tôn giả hãy nhỏ tiếng. Các tôn giả hãy lặng tiếng. Này đệ tử của Samon Gotama, Samon Ananda đang đi đến. Khi nào các đệ tử của Samon Gotama chú ở Kosambi. Thời Samon Ananda này là một vị trong những vị ấy. Các tôn giả ấy ưa mến trầm lặng, tu tập trong tầm lặng, tán thán trầm lặng. Nếu biết chúng này trầm lặng, có thể ghé tại đây. Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Tôn giả Ananda đến chỗ du sĩ Sandaka. Du sĩ Sandaka thưa với tôn giả Ananda. Hãy đến, tôn giả Ananda. Thiện lai, tôn giả Ananda. Đã lâu, tôn giả Ananda mới tạo cơ hội này, nghĩa là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngồi. Đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sandaka lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với du sĩ Sandaka đang ngồi một bên. Này Sandaka, này các vị hội họp nhau ở đây đang bàn vấn đề gì? Và câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn? Tôn giả Ananda, hãy gác một bên vấn đề chúng tôi đang hội họp bàn luận. Lát nữa, tôn giả Ananda nghe lại cũng không khó khăn gì. Lành thay, nếu được tôn giả Ananda thuyết cho pháp thoại vị đạo sư của mình. Vậy này, Sandaka, hãy nghe và khéo tác ý. Tôi sẽ giảng. Thưa vâng, tôn giả. Này Sandaka. Bốn pháp. Phi phạm hạnh chú này do thế tôn bậc chi giả, kiến giả, bậc a la hán tránh đẳng giác tuyên bố và bốn pháp bất an phạm hạnh cũng được tuyên bố. Ở đây, người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh và nếu sống thời không thể đạt phạm hạnh tránh đạo pháp và trí thiện tôn giả ananda bốn pháp phi phạm hạnh chú ấy là gì do thế tôn bậc chi giả kiến giả bậc a la hán tránh đằng giác tuyên bố ở đây người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh và nếu sống thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. Ở đây, này Sandaka, có vị đạo sư có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau. Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các thiện nghiệp. Các nghiệp thiện ác không có đời này không có đời khác không có mẹ không có cha không có loại hóa sinh ở đời không có những vị sa môn bà la môn tránh hướng tránh hạnh sau khi đã tự mình giác ngộ với thắng trí tuyên bố về đời này và đời sau con người này do bốn đại hợp thành khi mệnh chung địa đại quy nhập địa giới, thủy đại quy nhập thủy giới, hỏa đại quy nhập hỏa giới, phong đại quy nhập phong giới. Các căn nhập vào hư không, bốn người gánh quan tài, với người nằm trong quan tài là năm, gánh người chết mang đi đến chỗ hòa táng và thốt ra những lời kể lệ đặc tính của người chết. Các xương thành màu xám như chim bồ câu và những vật cúng dường trở thành cho bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương bố thí, lời nói của họ chống không, giả dối, vô ích khi họ chấp thuyết, có hiện hữu. Kẻ ngu cũng như người trí sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt tiêu mất không còn tồn tại sau khi chết ở đây này sandaka người có trí suy ti như sau vị tôn sư này lý thuyết như vậy quan điểm như vậy không có bố thí không có lễ hy sinh không có tế tự không có quả dị thục các nghiệp thiện ác không có đời này không có đời khác không có mẹ không có cha không có loại hóa sinh ở đời không có những vị sa môn bà la môn tránh hướng tránh hạnh sau khi đã tự mình giác ngộ với thắng trí tuyên bố về đời này và đời sau con người này do bốn đại hợp thành khi mệnh chung địa đại quy nhập địa giới thủy đại quy nhập thủy giới hòa đại quy nhập hòa giới phong đại quy nhập phong giới các căn nhập vào hư không bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm gánh người chết mang đi đến chỗ hòa táng và thốt ra những lời kể lệ đặc tính của người chết. Các xương thành màu xám như chim bồ câu và những vật cúng dường trở thành cho bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương bố thí, lời nói của họ chống không, giả dối, vô ích khi họ chấp thuyết. Có sự hiện hữu kẻ ngu cũng như người trí sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt tiêu mất không còn tồn tại sau khi chết nếu vị tôn sư này nói đúng sự thật thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm cái gì được sống ở đây không phải ta sống nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng xa môn quả và ta không nào có nói cả hai chúng ta sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị đoạn diệt tiêu thất sẽ không hiện hữu sau khi chết thật là quá độ hạnh lõa thể chọc đầu tinh tấn ngồi trò hò nhổ lông tóc của vị tôn sư này trong khi ta sống trong gia đình được con cái bao bọc đoanh vây họ dụng chiên đài cả si mang dùng vòng hoa hương hiệu phấn sáp hưởng thọ vàng bạc và trong đời sau ta sẽ đồng đẳng với vị tôn sư này về chỗ thọ sinh như vậy ta biết gì thấy gì mà ta sẽ sống phạm hạnh dưới vị đạo sư này vì ấy, sau khi biết phi phạm hạnh chú này, yểm ly phạm hạnh ấy và bỏ đi. Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh chú thứ nhất, được Thế Tôn, Bậc Chi Già, Kiến Già, Bậc A-La-Hán tránh đằng giác tuyên bố. Ở đây, người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh. Và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị đạo sư có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau. Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn gây áo não hay khiến người gây áo não tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi sát sinh lấy của không cho phá cửa nhà mà vào cướp đoạt đánh cướp một nhà lẻ loi chặn đường cướp giật tư thông vợ người nói láo hành động như vậy không có tội ác nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả các chúng sinh trên cõi đất này làm thành một đống thịt thành một trồng thịt cũng không vì vậy mà có tội ác gây ra tội ác nếu đi trên bờ phía nam sông hằng giết hại tàn sát chém giết đốt nấu khiến người chém giết đốt nấu cũng không vì vậy có tội ác gây ra tội ác nếu đi trên bờ bắc sông hằng bố thí tế lễ khiến người bố thí tế lễ cũng không vì vậy có phước báu tạo nên phước báu bố thí tự điều phục tự chế ngự nói thật không có công đức không tạo nên công đức ở đây này sanda kha người có trí suy tư như sau vị tôn sư này có lý thuyết như vậy có quan điểm như vậy tự làm hay khiến người khác làm chém giết hay khiến người chém giết đốt nấu hay khiến người đốt nấu gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn gây áo não hay khiến người gây áo não tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi sát sinh lấy của không cho phá cửa nhà mà vào cướp đoạt đánh cướp một nhà lẻ loi chặn đường cướp giật tư thông vợ người nói láo hành động như vậy không có tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả các chúng sinh trên cõi đất này, làm thành một đống thịt, thành một chồng thịt cũng không vì vậy mà có tội ác gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía nam sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết, đốt nấu, khiến người chém giết, đốt nấu cũng không vì vậy có tội ác gây ra tội ác nếu đi trên bờ phía bắc sông hằng bố thí tế lễ khiến người bố thí tế lễ cũng không vì vậy có phước báu tạo nên phước báu bố thí tự điều phục tự chế ngự nói thật không có công đức không tạo nên công đức nếu vị tôn sư này nói đúng sự thật thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm cái gì được sống ở đây không phải ta sống nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đằng khi chứng xa môn quả và ta không có nói hành động của cả hai chúng ta không tạo ra tội ác thật sự là quá độ hạnh lõa thể chọc đầu tinh tấn ngồi cho họ nhổ lông tóc của vị tôn sư này trong khi ta sống trong gia đình được con cái bao bọc đoanh vây họ dùng chiên đàn cà si mang dùng vòng hoa hương liệu phấn sáp hưởng thọ vàng bạc và trong đời sau ta sẽ đồng đằng với vị tôn sư này về chỗ thọ sinh như vậy ta biết gì thấy gì mà ta sẽ sống phạm hạnh dưới vị đạo sư này vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh chú này yểm ly phạm hạnh ấy và bỏ đi như vậy này sanda Khá, là phi phạm hạnh chú thứ hai được thế tôn bậc chi già kiến già bậc a la hán tránh đẳng giác đã tuyên bố ở đây người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh và nếu sống thời không thể thành đạt tránh đạo pháp và trí thiện lại nữa này Sanda ở đây có vị đạo sư có lý thuyết như vậy, có quan điểm như vậy, không có nhân, không có duyên. 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 Không có nhân, không có duyên các loài hữu tình bị ô nhiễm không có nhân không có duyên các loài hữu tình sẽ bị nhiễm ô không có nhân không có duyên các loài hữu tình được thanh tịnh không có nhân không có duyên các loài hữu tình sẽ được thanh tịnh không có lực không có tinh tấn không có nhân lực không có cố gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả chúng sinh, tất cả sinh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Họ bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi sự trùng hợp, bởi tự tính. Họ thọ hưởng khổ lạc, y theo sáu sinh loại. ở đây này sanda khá người có trí suy tư như sau vị tôn sư này có lý thuyết như vậy có quan điểm như vậy không có nhân không có duyên các loài hữu tình bị nhiễm ô không có nhân không có duyên các loài hữu tình sẽ bị nhiễm ô không có nhân không có duyên các loài hữu tình được thanh tịnh không có nhân không có duyên các loài hữu tình sẽ được thanh tịnh không có lực không có tinh tấn không có nhân lực không có cố gắng của người tất cả loài hữu tình tất cả chúng sinh tất cả sinh loại tất cả sinh mạng đều không tự tại không lực không tinh tấn, họ bị dẫn dắt, chi phối bởi định mệnh, bởi sự trùng hợp, bởi tự tính. Họ thường họ khổ lạc, y theo xấu sinh loại. Nếu vị tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm. Cái gì được sống ở đây không phải ta sống. Nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng xa môn quả và ta không có nói. Cả hai chúng tôi không có nhân, không có duyên sẽ được thanh tịnh. Sự thật là quá độ, hạnh lõa thể, chọc đầu, tinh tấn ngồi cho họ, nhổ lông tóc của vị tôn sư này. Trong khi ta sống trong gia đình, được con cái bao bọc đoanh vây, họ dùng chiên đàn cả si, mang dùng vòng hoa, hương liệu phấn sáp, thọ Hường vàng bạc. Và trong đời sau, ta sẽ sống đồng đẳng với vị tôn sư này về chỗ thọ sinh. Như vậy, ta biết gì, thấy gì mà ta sẽ sống phạm hạnh, dưới vị đạo sư này vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh chú này yểm ly phạm hạnh ấy và bỏ đi như vậy này sandakat là phi phạm hạnh chú thứ ba được thế tôn bậc chi già kiến già bậc a la hán chánh đăng giác tuyên bố ở đây Người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh Và nếu sống Thời không thể thành đạt Tránh đạo Pháp và trí thiện Lại nữa Này Sanda Khá Ở đây Có vị đạo sư có lý thuyết như vậy Có quan điểm như vậy Có bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sinh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá, chúng bất động, không chuyển biến, không xâm hại nhau. Chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Thế nào là bảy? Địa thân, thủy thân, hòa thân, phong thân, khổ, lạc và thứ bảy là mạng. Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sinh sản, thường tại như đỉnh núi đứng thẳng như trụ đá chúng bất động không chuyển biến không xâm hại nhau chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau hoặc cả khổ và lạc ở đây không có người giết hại hoặc người bị giết hại người nghe hoặc người nói người biết hoặc người khiến cho biết có khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu. Thời không ai tước đoạt sinh mạng của ai cả. Lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bầy thân mà thôi. Có tất cả là một triệu bốn ngàn trùng loại thác sinh. Lại có thêm sáu ngàn sáu trăm. Có năm trăm loại nghiệp và có năm nghiệp theo năm căn lại có ba nghiệp về thân, khẩu, ý. Lại có toàn nghiệp, thân và khẩu, bán nghiệp, ý. Có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa, 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành. 4.900 chỗ ở của loài nà ga, 2.000 căn, 3.000 cành địa ngục, 36 trần giới, 7 tường thai, 7 vô tường thai, 7 tiết thai, sinh tử đốt, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 pa gút tà núi hay hồ nhỏ, bảy trăm papa ta tức vực thầm, bảy mộng, bảy trăm mộng, có tám vạn bốn ngàn đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người trí, sau khi lưu truyền, luân hồi, sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời nguyện. Với giới này, với giới cấm này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín mùi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã được thuần thục. Bởi những nhẫn thọ liên tục, không thể đo lường, khổ và lạc với những vật đo lường. Trong luân hồi, không có tăng giảm, không có cao thấp. Ví như quận chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ nào đó, cũng như vậy, kẻ ngu và người trí sau khi lưu truyền luân hồi sẽ chấm dứt khổ đau. Ở đây, này Sandaka, có người trí suy tư như sau: Vị Tôn sư này có lý thuyết như vậy, có quan điểm như vậy. Có bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sinh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động, không chuyển biến, không xâm hại nhau. Chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau hoặc cả khổ và lạc thế nào là bảy địa thân thủy thân hòa thân phong thân khổ lạc và thứ bảy là mạng bảy thân này không bị làm ra không làm ra không bị sáng tạo không sáng tạo không sinh sản thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá, chúng bất động, không chuyển biến, không xâm hại nhau. Chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Ở đây, không có người giết hại hoặc người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc người khiến cho biết. Khi có một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt mạng sinh của ai. Lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Có tất cả là một triệu bốn ngàn trùng thác sinh. Lại có thêm sáu ngàn sáu trăm. Có năm trăm loại nghiệp. Có năm nghiệp theo năm căn, có ba nghiệp về thân, khẩu, ý. Lại có toàn nghiệp, thân và khẩu, bán nghiệp, ý. Có 62 đạo, có 62 trùng kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa. 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành. 4.900 chỗ ở của loài nà ga, 2.000 căn, 3.000 cành địa ngục, 36 trần giới, 7 tường thai, 7 vô tường thai, 7 tiết thai, sinh tử đốt, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 pavuta, núi hay hồ nhỏ bảy trăm papa ta vực thầm bảy mộng bảy trăm mộng có tám vạn bốn ngàn đại kiếp trong thời gian ấy kẻ ngu và người trí sau khi lưu truyền luân hồi sẽ tận trừ khổ đau không có lời nguyện với giới này với giới cấm này với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này tôi sẽ làm cho chín mùi những nghiệp chưa được thuần thục hoặc trừ diệt những nghiệp đã được thuần thục bởi những nhẫn thọ liên tục không thể đo lường khổ và lạc với những vật đo lường trong luân hồi không có tăng giảm không có cao thấp ví như cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người trí sau khi lưu truyền luân hồi sẽ chấm dứt khổ đau. Nếu vị tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sống nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đằng khi chứng xa môn quả và ta không có nói cả hai chúng tôi sau khi lưu truyền luân hồi sẽ chấm dứt khổ đau thật sự là quá độ hạnh lõa thể chọc đầu tinh tấn ngồi cho họ nhổ lông tóc của vị tôn sư này trong khi ta sống trong gia đình được con cái bao bọc đoanh vây họ dùng chiên đàn ca xì mang dùng vòng hoa hương liệu phấn sáp hưởng thọ vàng bạc và trong đời sau ta sẽ đồng đằng với vị tôn sư này về chỗ thọ sinh như vậy ta biết gì ta thấy gì mà ta sẽ sống phạm hạnh với vị đạo sư này vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh chú này Yểm ly phạm hạnh ấy Và bỏ đi Như vậy Này Sandaka Là phi phạm chú thứ tư Được thế tôn Bậc chi già Kiến già Bậc A-la-hán Tránh đăng giác Tuyên bố Ở đây Người có trí Không thể tự mình sống phạm hạnh Và nếu sống thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. Này Sandaka, bốn phi phạm hạnh chú này được Thế Tôn, Bậc Chi Già, Kiến Già, Bậc A-La-Hán tránh đằng giác tuyên bố. Ở đây, người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh, và nếu sống, thời không thể thành đạt, chánh đạo, pháp và trí thiện. Thật vi diệu thay, tôn giả Ananda. Thật hy hữu thay, tôn giả Ananda. Bốn phi phạm hạnh chú này đã được thế tôn, bậc chi giả, kiến giả, bậc A-la-hán tránh đằng giác tuyên bố là phi phạm hạnh chú. Ở đây, người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh. Và nếu thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện, tôn giả Ananda, thế nào là bốn pháp bất an phạm hạnh được thế tôn, bậc chi giả, kiến giả, bậc A-la-hán tránh đằng giác tuyên bố? Ở đây, người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh. Và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. Ở đây, này Sandaka, có bậc đạo sư nhất thiết chi, nhất thiết kiến, tự xem đã chứng được chi kiến hoàn toàn. Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ và ta thức, chi kiến được an trú ở trong ta liên tục không gián đoạn vị ấy đi vào một nhà trống không nhận được đồ ăn khất thực và con chó cắn vị ấy vị ấy gặp voi dữ gặp người dữ gặp bò dữ và vị ấy hỏi tên và họ một người đàn bà một người đàn ông và hỏi tên những con đường của làng của thị trấn vị ấy được hỏi sao như thế này và trả lời ta phải vào một nhà trống do vậy ta đã vào ta không nhận được đồ ăn khất thực do vậy ta đã không nhận được đồ ăn khất thực có người phải bị chó cắn do vậy ta đã bị chó cắn có người phải gặp voi dữ do vậy ta đã gặp voi dữ phải gặp ngựa dữ do vậy ta đã gặp phải gặp bò dữ do vậy ta đã gặp có người hỏi tên và họ của một người đàn bà một người đàn ông do vậy ta đã hỏi có người phải hỏi tên những con đường của làng của thị trấn do vậy ta đã hỏi. Vì ấy, sau khi biết, phạm hạnh này là bất an, nên yểm ly phạm hạnh ấy và bỏ đi. Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau. Vị tôn giả này, vị tôn sư này là nhất thiết chi, nhất thiết kiến, tự xem đã chứng được chi kiến hoàn toàn khi ta đi ta đứng ta ngủ và ta thức chi kiến được an chú ở trong ta liên tục không gián đoạn vị ấy đi vào một nhà trống không nhận được đồ ăn khất thực và con chó cắn vị ấy vị ấy gặp voi dữ gặp người dữ gặp bò dữ và vị ấy hỏi tên và họ một người đàn bà một người đàn ông và hỏi tên những con đường của làng của thị trấn vị ấy được hỏi sao như thế này và trả lời ta phải vào một ngôi nhà trống do vậy ta đã vào ta phải không nhận được đồ ăn khất thực do vậy ta đã không nhận được đồ ăn khất thực có người phải bị chó cắn do vậy ta đã bị chó cắn có người phải gặp voi dữ do vậy ta đã gặp phải gặp ngựa dữ do vậy ta đã gặp phải gặp bò dữ do vậy ta đã gặp có người phải hỏi tên và họ của một người đàn bà một người đàn ông. Do vậy, ta đã hỏi. Có người phải hỏi tên những con đường của làng, của thị trấn. Do vậy, ta đã hỏi. Sau khi vị ấy sau khi biết phạm hạnh này là bất an, nên yểm ly phạm hạnh ấy và bỏ đi. Này Sanda Kha. Đây là bất an phạm hạnh thứ nhất được Thế Tôn bậc Chi Già, Kiến Già, bậc A-La-Hán tránh đẳng giác tuyên bố. Ở đây, người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh, và nếu sống, thời không thể thành đạt, tránh đạo, pháp và trí thiện. Lại nữa, này Sandaka! Ở đây có vị đạo sư y cứ truyền thuyết. Xem truyền thuyết là chân thật. Vị này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo tương truyền và truyền thấm, theo uy tín thánh tạng. Này Sandaka, nếu vị đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chân thật, vị ấy có phần khéo nhớ, có phần không khéo nhớ. Khi thì như thế này, khi thì như thế khác. Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư. Vị tôn sư này y cứ truyền thuyết. Xem truyền thuyết là chân thật. Vị này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo tương truyền và truyền thấm, theo uy tín, thánh tạng. Nếu vị đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chân thật, vị ấy có phần khéo nhớ, có phần không khéo nhớ. Khi thì như thế này, khi thì như thế khác. Vị ấy sau khi biết, phạm hạnh này là bất an, nên yểm ly phạm hạnh ấy và bỏ đi. Này Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ hai được thế tôn bậc chi già kiến già bậc a la hán tránh đằng giác tuyên bố ở đây người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh và nếu sống thời không thể thành đạt tránh đạo pháp và trí thiện lại nữa này sandaka ở đây có vị đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, do tự đả phá của lý luận và y cứ theo suy luận. Vị này thuyết pháp theo nguyên tắc tự mình sáng tác. Này Sanda nếu vị đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vị ấy có phần khéo lý luận, có phần không khéo lý luận khi thì như thế này, khi thì như thế khác. Ở đây, này Sandaka, người có trí suy nghĩ. Vị tôn sư này là nhà lý luận, là nhà suy luận. Do sự đà phá của lý luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo nguyên tắc tự mình sáng tác. Nếu vị đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vị ấy có phần khéo lý luận, có phần không khéo lý luận. Khi thì như thế này, khi thì như thế khác. Vị ấy sau khi biết phạm hạnh này là bất an, nên yểm ly phạm hạnh ấy và bỏ đi. Này sanda Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ ba, được Thế Tôn bậc chi già kiến già bậc a la hán tránh đằng giác tuyên bố ở đây người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh và nếu sống thì không thể thành đạt chánh đạo pháp và trí thiện lại nữa này sandaka ở đây có vị đạo sư là người đần độn là người ngu si. Vì đần độn, ngu si, khi được hỏi về vấn đề này, vấn đề khác, vị ấy dùng những lời ngụy biện, trườn uốn như con lươn. Theo tôi không phải như vậy, theo tôi không phải như kia, theo tôi không khác như thế, theo tôi không phải như thế, theo tôi không không phải thế ở đây này sandaka người có trí suy tư vị tôn sư này là người đần độn là người ngu si vì đần độn ngu si khi được hỏi về vấn đề này vấn đề khác vì ấy dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn theo tôi không phải như vậy theo tôi không phải như kia theo tôi không khác như thế. Theo tôi không phải như thế. Theo tôi không không phải như thế. Vì ấy, sau khi biết phạm hạnh này là bất an, nên yểm ly phạm hạnh ấy và bỏ đi. Này Sanda kha đây là bất an phạm hạnh thứ tư. Được Thế Tôn bậc chi già, kiến già, bậc A La Hán tránh đăng giác tuyên bố. Ở đây, người có trí không thể tự mình sống phạm hạnh, và nếu sống thì không thể thành đạt tránh đạo, pháp và trí thiện. Này Sandaka, bốn bất an phạm hạnh này được Thế Tôn, Bậc Chi Già, Kiến Già, Bậc A-La-Hán tránh đằng giác tuyên bố ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì không thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. Thật vi diệu thay, tôn giả Ananda. Thật hy hữu thay, tôn giả Ananda. Bốn pháp bất an phạm hạnh này đã được thế tôn, bậc chi giả, kiến giả, bậc a la hán tránh đăng giác tuyên bố là bất an phạm hạnh ở đây người trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy và nếu sống thì không thể thành đạt tránh đạo pháp và trí thiện thưa tôn giả ananda vị đạo sư ấy dạy những gì tuyên bố những gì mà ở đây người có trí có thể tự mình sống phạm hạnh và khi sống có thể thành đạt chánh đạo pháp và trí thiện ở đây này Sanda Kha Như lai xuất hiện ở đời là bậc A à La Hán tránh biến trì minh hạnh túc hiện thệ thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn như lai sau khi tự chứng ngộ với thượng trí lại tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh người ra trường hay con người ra trường hay một người sinh ở giai cấp hạ tiện nghe pháp ấy sau khi nghe pháp người ấy sinh lòng tín ngưỡng như lai khi có lòng tín ngưỡng ấy người ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền phược con đường đầy những bụi đời đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bò dâu tóc, đắp áo cà sa, xuất ra từ bò gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn. Cạo bò dâu tóc đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sống các tỷ kheo, từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hổ, sợ hãi tội lỗi, có lòng từ sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sinh và loài hữu tình. Vì ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vì ấy từ bỏ đời sống không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. Vì ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lương gạt đời. Vì ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sinh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sinh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói lên những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác nói những lời nói dịu hiền đẹp tai dễ thương thông cảm đến tâm tao nhã đẹp lòng nhiều người vị ấy nói những lời nói như vậy vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm tránh xa lời nói phù phiếm nói đúng thời nói chân thật nói có ý nghĩa nói pháp nói luật nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc hệ thống, có lợi ích. Vì ấy từ bỏ, không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời, từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn từ bỏ không dùng vòng hoa hương liệu dầu thoa trang sức và các thời trang từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn từ bỏ không nhận vàng và bạc từ bỏ không nhận các hạt giống từ bỏ không nhận thịt sống từ bỏ không nhận đàn bà con gái từ bò không nhận nô tỳ gái và trai, từ bò không nhận cừu và dê, từ bò không nhận da cầm và heo, từ bò không nhận voi, bò ngựa và ngựa cái, từ bò không nhận ruộng nương đất đai, từ bò không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bò không buôn bán từ bỏ các gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ không làm thương tồn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân với đồ ăn khất thực, để nuôi sống Đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tỉ kheo bằng lòng với tấm y để che thân. Với đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo. Vì ấy thành tựu, thánh giới uồn này. Nội tâm hưởng lạc thọ, không khuyết phạm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt. Thực hành hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp. vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. những nguyên nhân gì? vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn thực hành hộ trì ý căn vị ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này nội tâm hưởng lạc thọ không uế nhiễm vị ấy khi đi tới khi đi lui đều tỉnh giác khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tình giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tình giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tình giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tình giác. Vì ấy thành tựu thánh giới uồn này thành tựu thánh hộ trì các căn này thành tựu thánh chánh niệm tình giác này lựa chọn một chú xứ thanh vắng như khu rừng gốc cây khe núi hang đá bãi tha ma lùm cây ngoài trời đống rơm sau khi đi khất thực ăn xong trở về vị ấy ngồi kiết già lưng thẳng tại chỗ nói trên và an chú tránh niệm trước mặt vị ấy từ bỏ dục tham ở đời sống với tâm thoát ly dục tham gột rửa tâm hết dục tham từ bỏ sân hận vị ấy sống với tâm không sân hận lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sinh hữu tình gột rửa tâm hết sân hận từ bỏ hôn trầm thụy miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, tránh niệm tình giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Sau khi từ bỏ năm chiên cái này, các pháp làm tâm cấu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt. Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh với tâm với tứ này sandaka nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một vị đạo sư thời ở đây người có trí có thể tự mình sống phạm hạnh và khi sống có thể thành đạt chánh đạo pháp và trí thiện lại nữa này sandaka vị tỳ kheo diệt tâm và tứ chứng và chú nhị thiền vị tỳ kheo ly hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú chứng và chú tam thiền vị tỳ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước. Chứng và chú, thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một vị đạo sư, hơi ở đây, người có trí có thể tự mình sống phạm hạnh. Và khi sống, có thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời. Ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Như vậy, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một vị đạo sư, thời ở đây người có trí có thể tự mình sống phạm hạnh và khi sống có thể thành đạt, chánh đạo, pháp và trí thiện. với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vì ấy hướng tâm đến trí tuệ về sinh tử của chúng sinh. Vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sinh. Vì ấy biết rõ rằng, chúng sinh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một vị đạo sư, thời ở đây người có trí có thể tự mình sống phạm hạnh và khi sống có thể thành đạt chánh đạo, pháp và trí thiện. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy như thật biết rõ, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Vì ấy biết như thật, đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt. Vì ấy do biết như vậy, do thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát vì ấy biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Sanda nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một đạo sư nào, thời ở đây người có trí có thể tự mình sống phạm hạnh và khi sống có thể thành đạt chánh đạo pháp và trí thiện nhưng thưa tôn giả ananda một vị tỷ kheo nào là bậc a la hán đã lậu các tận tu hành thành mãn các việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. vị tỳ kheo ấy có thể thọ dụng các dụng vọng không? Này Sanda các tỳ kheo nào là bậc A la hán đã lậu các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống đã thành đạt lý tưởng đã tận trừ hữu kiết sử đã giải thoát nhờ chánh trí vị ấy không có thể vi phạm năm điều vị tỳ kheo đã lậu vị tỳ kheo các lậu đã tận không có thể cố ý sát hại mạng sống chúng sinh vị tỳ kheo các lậu đã tận không có thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm vị tỳ kheo các lậu đã tận không có thể hành dâm dục vị tỳ kheo các lậu đã tận không có thể cố ý nói láo vị tỳ kheo các lậu đã tận không có thể hưởng thọ các dục đối với các vật được tàng trữ như trước khi còn tại gia. Này Sandaka, một vị tỷ kheo nào là bậc A La Hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy không có thể vi phạm năm điều này thưa tôn giả ananda vị tỳ kheo nào là bậc a la hán các lậu đã tận tu hành thành mãn các việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống đã thành đạt lý tường đã tận trừ hữu kiết sử đã giải thoát nhờ chánh trí khi vị ấy đi đứng ngủ và thức có phải trì kiến vị ấy được an trú một cách liên tục, không gián đoạn? Các lậu hoặc của ta đã được đoạn tận. Này Sandaka, ta sẽ cho ông một ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây, một số người có trí sẽ biết ý nghĩa câu nói. Ví như này Sandaka, khác một người tay chân bị chặt. Khi người ấy đi, đứng, ngủ và thức, tay chân bị chặt một cách liên tục, không gián đoạn. Và khi người ấy suy tư về vấn đề này, người ấy biết, tay chân của ta bị chặt. Cũng vậy, này Sandaka, vị tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ tránh trí. Khi vị ấy đi, đứng, ngủ và thức, các lậu hoặc được đoạn tận một cách liên tục, không gián đoạn. Và khi vị ấy suy tư về vấn đề này, vị ấy biết các lậu hoặc của ta đã được đoạn tận Thưa tôn giả Ananda Có bao nhiêu vị lãnh đạo Tối thắng trong Pháp Luật này Này Ananda Này Sandaka Không phải chỉ có Một trăm, hai trăm Ba trăm, bốn trăm Năm trăm Mà còn nhiều vị lãnh đạo Tối thắng hơn nữa Trong Pháp và luật này. Thật vi diệu thay, tôn giả Ananda. Thật hy hữu thay, tôn giả Ananda. Không có sự tán thán pháp của mình. Không có sự hủy báng pháp của người khác. Nhưng cả hai sự thuyết pháp với các thành trì và rất nhiều vị lãnh đạo tối thắng như vậy đã được thấy ở đây. Còn các tà mạng ngoại đạo này là những đứa con của người mẹ không con. Họ tự tán thán, khen mình, chê người. Và họ chỉ có ba vị lãnh đạo tối thắng, tức là Nanda Wacha, Kisa San Kicha và Mankali Gosala. Rồi du sĩ Sandaka nói với đồ chúng của mình. Chứ tôn giả, Hãy đi và sống phạm hạnh dưới Samon Gotama. Tuy rằng nay không có dễ gì cho chúng ta từ bỏ quyền lợi, tôn kính và danh tiếng. Như vậy, dù sĩ Sandaka đã đưa đồ chúng của mình sống phạm hạnh dưới Samon Gotama,